trân trọng kính chào quý khán thính giả đây là chương trình bên dòng thời sự được phát hành trên đài truyền hình IBC cá nhân chúng tôi là Tống Phước Hiến và tôi là Phan Điệp chúng tôi trân trọng kính chào quý vị thưa anh như thường lệ thì cái phần 1 là cái phần anh trình bày cùng quý khán thính giả những tin tức trong tuần qua dạ xin anh dạ thưa anh kính thưa anh, kính thưa quý vị à, thưa anh thì trong thời gian rất là gần đây thì nó có một cái vấn đề đang đưa ra tranh cãi <laughs> tranh cãi là qua cái câu chuyện mà nghệ sĩ hài quang minh đã cho rằng là 10 người sang mỹ thì chín người rưỡi trở về việt nam mà con người thì làm sao chín người rưỡi cho nên nói cho có vẻ nó qua què qua sói chứ 10 người sang mỹ thì 10 người trở về việt nam thì thật sự ra cái này thì rất có rất là nhiều phản biện mà tranh luận ở trên các cái hệ thống mạng xã hội thì thật sự ra nhân đây thì tôi cũng xin trả lời một vài người bạn có hỏi chúng tôi về các ý kiến này thì thứ anh thứ nhất thì đúc kết chung mà tôi thấy những cái vấn đề sau đây thì mình coi là theo tôi thì nó có thể mình chấp nhận được thứ nhất à, nghệ sĩ thì có thể họ tuyên bố họ nói về cái vấn đề cá nhân nghệ sĩ trong cái giới nghệ sĩ của họ thì xuyên suốt qua một cái thời gian dài mà chúng tôi để ý thì chúng tôi thấy rằng là à, 10 nghệ sĩ ở bên Việt Nam mà đi qua đây trình diễn mà họ có tìm cách họ ở lại bên bên Hoa Kỳ này thì cái số người họ tìm cách thì cái cái mức độ thành công thì cũng rất là cao. Và qua các cái người này thì tôi thấy họ có về Việt Nam nhưng mà họ về Việt Nam họ trình diễn một thời gian rồi họ trở qua thậm chí đến một cái gia đình mà văn nghệ mà mình có thể nói là nổi tiếng và có cái giá trị về nền tảng văn học và nghệ thuật ở đất nước Việt Nam cả kể cả các cái thời kỳ vừa qua thì khi người cha đi về Việt Nam và các con của ông cũng đi về Việt Nam nhưng mà khi mà người con này đau bệnh nặng đại khái là có bệnh ung thư thì người con cũng trở về hoa kỳ để họ nhờ cái... cái là họ đã định cư ở hoa kỳ và họ có các cái giấy tờ hợp pháp như là thẻ xanh hay là quốc tịch để họ được vào bệnh viện được nhờ cái sự chữa trị về y tế của xứ hoa kỳ mà chữa trị cho họ và các cái sự chữa trị này nếu tính ra bằng tiền thì có khi nó lên đến cả triệu đô la cho các cái bệnh mà nan y của họ thì thật sự ra thì anh đi hay là anh về trong một thời gian ở Việt Nam thì người ta lại giấy lên một cái ở uh, Hoa Kỳ thì người ta lại có một cái cái chuyện là cũng chữ đi với chữ về họ đi Việt Nam hay là về Việt Nam đi Hoa Kỳ hay <laughs> về Hoa Kỳ thì nó cũng là một cái chuyện mà đáng tranh luận cho nên nếu anh ở trong cái giới đó và anh đại khái anh có thể nói là anh đại diện cho cái giới đó đi thì anh có thể tuyên bố và cái sự tuyên bố này của anh chưa chắc đã trúng Đó là nói trong cái giới nghệ sĩ của anh mà thôi Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái thời gian mà Cái bà Nguyễn Phương Hằng mà bà, bà live stream thì bà có đụng chạm Có đưa ra một vài nghệ sĩ Thì trong số các cái nghệ sĩ đấy thì chúng ta cũng thấy có người đã tuyên bố rằng là Họ ở Việt Nam họ ở lại luôn và họ sẽ Chọn quê hương đất nước là cái nơi cuối đời của họ Nhưng mà cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng bà quậy một thời gian thì cũng bỏ của chạy lấy người và trở qua Hoa Kỳ thì cái việc này anh đi anh về anh ở anh đi thì nói chung là chính phủ cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng muốn lợi dụng cái vấn đề người Việt ở nước ngoài và người Việt ở trong nước để họ tạo cái sự xáo trộn và lúc nào họ cũng muốn nói rằng là Chính quyền Việt Nam Cộng sản bây giờ luôn luôn là có chính nghĩa Và người Việt Nam ở đâu Thì cuối cùng họ cũng trở về đất nước của mình Nhưng mà thật sự họ trở về đất nước Là vì họ yêu mến quê hương đất tổ Họ gần gũi với gia đình Gần gũi với ông bà Gần gũi với lại làng xóm Tổ tiên là quê cha đất tổ Kể cả những cái nấm mồ của cha mẹ của mình Chứ thật sự chưa chắc Họ đã thích cái chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam Nhưng mà một vài người được khỏi được phỏng vấn được trả lời trên báo chí thì lúc nào cũng nghĩ rằng là mình đại diện cho giới này mình đại diện cho giới kia tiếng nói của mình là tiếng nói chung nhưng mà kỳ thật mình cũng chỉ là một cái con chốt trên bàn cờ và bị cái chủ nghĩa cộng sản nó lợi dụng mà thôi chớ thật sự nếu mà nói cho kỹ ra thì việt nam bây giờ kể cả các vị giáo sư đại học các cái người mà có uy tín ở Việt Nam thì người ta vẫn nói rằng là Việt Nam bây giờ chả có chủ nghĩa cộng sản là gì cả nhưng mà nó là một cái chủ nghĩa tư bản trá hình và đôi khi nó là tư bản thân hữu nghĩa là nó lợi dụng nó phe nhóm với nhau để mà nó tạo một cái chỗ đứng tạo một cái địa vị tạo một cái cái tài sản cho riêng cá nhân và gia đình của họ mà thôi chứ họ chả có thân yêu chả có thương yêu gì cái chủ nghĩa cộng sản cả và đây là một lần nữa để cho thấy rằng là lúc nào nhất hạn là gần tới ngày 30 tháng 4 thì vấn đề đi hay về về hay đi hay là anh có yêu mến chủ nghĩa cộng sản hay không thì tôi nghĩ rằng là chả có ai mà dám nói rõ ràng là tôi yêu mến chủ nghĩa cộng sản và tôi thích ở lại Việt Nam vì vậy cho nên xin thưa anh có đi có về thì anh trình diễn anh có một cái số lượng à, các cái người mà yêu mến anh anh trình diễn anh thu được tiền thì cái đó là chuyện riêng của anh và anh có giàu có sang có phú quý có khá giả thì thứ nhất là bản thân gia đình của anh và nếu anh làm một con người mà anh biết suy nghĩ thì anh đóng góp lại cho cộng đồng anh đóng góp cho cái chuyện mà từ thiện cho cái xã hội của anh cho cái nhân loại cho cái con người chung chớ thật sự ra thì cái tiếng nói của mỗi một cá nhân nó phải tùy theo một cái giai đoạn một cái lúc nào đó và trong cái bối cảnh của nó chớ không có thể anh đánh đồng một lúc anh như thế này thế kia mà nếu quả thật anh có đánh đồng thì thật sự ra là anh tự chọn một cái giải pháp mà cái đó nó có hại cho anh hơn là có lợi nhiều cái người ca sĩ việt nam họ vì vô tình là một số rất ít cố ý họ đã đứng dưới những cái biểu tượng cờ cộng sản và họ mặc áo thun có cái cờ cộng sản thì sau đó họ qua hải ngoại sinh sống thì thật sự ra họ tự làm khó lấy chính mình và cái chuyện đó thì ở cộng đồng hải ngoại này người ta đã thấy rồi thì nói gì thì nói anh làm ơn anh nên giữ cái chén cơm của anh và đồng nghiệp của anh hơn là anh lợi dụng cái trong lúc cao hứng mà anh nói này nói kia thì thật sự là nó có hại cho cái giới của anh mà thôi đó là một cái câu chuyện đầu tiên kế đó thì thứ anh có một cái câu, câu chuyện tiếp là mình thấy rằng là hồi trước mình đã có nói đó là vấn đề cảnh sát biển của Việt Nam thì mới đây cảnh sát biển Việt Nam đã chịu một cái một cái thiệt hại rất là to lớn đó là giới chức công quyền Việt Nam đã bắt giam năm tướng lĩnh bao gồm cựu tư lệnh cảnh sát biển và hai sĩ quan cấp tá của lực lượng này vào ngày 18 tháng 4 mới ràng ràng đây với cáo buộc tham ô tài sản thì các tướng tá mà bị bắt đó thưa anh nó gồm có trung tướng nha cái cấp trung tướng Nguyễn Văn Sơn cựu tư lệnh cảnh sát biển trung tướng Hoàng Văn Đông cựu chính quỷ thiếu tướng Đoàn Bảo Quyết cựu phó chánh quỹ thiếu tướng phạm văn hậu cựu phó tư lệnh tham mưu trưởng thiếu tướng bùi trung dũng cựu phó tư lệnh đại tá nguyễn văn hưng chủ nhiệm kỹ thuật và phó tư lệnh và thượng tá bùi văn hoa phó phòng tài chính thứ anh tôi mới đọc ở trên mạng hồi sáng nay thì người ta nói rằng là trong cái thời gian mà 50 ngày mà chiến tranh của Nga và Ukraine thì trên 10 vị tướng của Liên Xô nó là mà bị tiêu diệt là 5 ngày mà Việt Nam nó mình hay hơn mình đạt kỷ lục hơn là chỉ có một số một chiều mình năm ông tướng vô trong rọ và bây giờ người ta lại thống kê rằng ở Việt Nam có trên ba con số mà khi anh nói về ba con số là nói về số trăm các vị tướng tá của Việt Nam đã sổ khám vì liên quan đến đến về tham nhũng và thối nát và nếu mà nói về phương diện chính quyền thì các bộ trưởng các à, thư trưởng các ông lớn ở trong các cấp chính quyền mà bây giờ nếu nói mà cho vào lò mà đốt đó, thì thật sự ra cái bộ nào cũng có người hết và mới đây nhân cái việc mà điều tra và xét xử về vấn đề mà các cái chuyến bay nghe là cứu người ở nước ngoài trong cái đại dịch mà trở về Việt Nam vì lúc đó Việt Nam là coi như không có dịch zero zero dịch cho nên các cái người ở nước ngoài nhất hạn là các cái người có tiền chút đỉnh thì người ta muốn mua vé máy bay để trở về Việt Nam mà ở để mà không bị cái con dịch Covid nó ảnh hưởng thì Bộ Ngoại giao và mà trên nguyên tắc là chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Phụ trách vấn đề hồi hương các cái người Việt Kiều Có tiền mua vé máy bay trở về Việt Nam Vì vậy cho nên người ta lợi dụng cái việc này mà người ta tăng cái giá lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần cái giá chính thức Và nếu xét kỹ thì hai bộ là Bộ Ngoại giao và Bộ Công an là chủ sĩ trong vấn đề này Nhưng mà chỉ mới có một người duy nhất của Bộ Công an bị bắt và một cái ông lớn nhất của bộ ngoại giao là một ông thứ trưởng của bộ, bộ ngoại giao đã bị sổ khám bộ công an còn nhiều người liên quan tới vấn đề này thì vấn đề đó chúng ta sẽ chờ thưa anh dạ à, kính cảm ơn à, kính thưa quý vị chương trình chúng tôi xin tạm ngưng cho chương trình quảng cáo sau chương trình quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại hậu truyền ở phần 2 trong phần 2 chúng tôi sẽ đề cập những điều mà anh điệp vừa mới thưa với quý vị ở phần 1 Xin quý vị tiếp tục giờ làm sóng để cùng chúng tôi hồi luận ở phần 2 à, nói đến cái chuyện thanh toán lẫn nhau trong nội bộ Cộng sản. Dạ. Yeah. <laughs> thưa anh à, qua phần thứ hai này thì à, xin anh nói lại cái sự cấu kết của những cái thứ nhất là về các 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 băng đảng mà địa phương với nhau thí dụ như nhóm miền Nam nhóm miền Trung nhóm miền Bắc thì bây giờ nhất hạn là anh nói về cái nhóm mà thanh hóa Hà Nội Hương Yên mà họ đã kết hợp họ cấu kết với nhau họ làm thịt cái đất nước như thế nào thưa anh dạ thưa anh à, như chúng tôi đã trình bày từ trước cái, cái giai đoạn này cái khoảng thời gian này là cái thời gian khoảng thời gian mà đảng cộng trung ương đảng cộng sản những cái tay chấp bu của cái đảng thầu khẩu cộng sản việt nam nó tìm cách nó thanh toán lẫn nhau để nó chiếm địa vị đại vương trong cái nhóm thầu khẩu đó thì bây giờ muốn chiếm cái vị trí đại vương tức là tổng bí thư đó thì phải có lâu la muốn có lâu la nhiều thì ít nhất phải có những cái tay sừng sỏ cầm đầu những cái toán lâu la đó và hôm nay và những chương trình sau từ tuần trước chúng tôi xin trình bày tất cả những cuộc thanh toán đầm mẫu với nhau ở trước chúng tôi thưa quý vị rằng trước đại hội đảng là bao giờ cũng có màn giết nhau và chúng tôi đã trình bày một phần ở tuần trước bây giờ tới phần chúng tôi trình bày các nhóm địa phương thì mở bàn cuộc đấu tranh cuộc mà thanh sát nhau à, thì có bốn nhóm mà chúng tôi trình bày quý vị tức là nhóm thanh hóa, nhóm hà nội, nhóm hương yên và nhóm thái bình bốn nhóm này hiện giờ nó là bốn nhóm nóng chấp bu của đảng cộng sản đảng thâu khấu cộng sản cho nên bây giờ nó phải tranh nhau và tiêu diệt lẫn nhau để cái nhóm gọi là nhóm thân hưu hay là nhóm lợi ích nào cao nhất sẽ chiếm được cái vị trí ở trong cái đảng cộng sản kính thưa, thưa quý vị việc thứ nhất là chúng tôi muốn trình bày dựa bộ ngoại giao bộ công an đây là hai bộ rất là quan trọng mà nó giao đổi với nhau. Trong cái trường hợp này, à, trong cái buổi hôm nay chúng tôi trình diện à, trình trình bày quý vị. Thứ nhất là ngày 21 tháng 28 tháng Giêng, Bộ Công an quyết định khởi tố và bắt giam bốn bị can, gồm có Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, quê Hà Nội, cục trưởng cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Hà Nội, phó cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, quê Hưng Yên. Chánh văn phòng cục lãnh sự và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, trú Hà Nội, phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự. Tức là bốn tên thì hết ba tên là Hà Nội rồi, còn một tên là Hưng Yên. Ngày 14 tháng 4 thì công an quyết định khởi tố thêm một cụ nữa là quyết định khởi tố bắt giam bốn bị can gồm có Tô Anh Dũng, 58 tuổi, quê Nam Định, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, 43 tuổi, quê Thái Bình, chuyên viên vụ trang bị thiết bị và công trình Bộ Y tế và vụ Anh Tuấn, 43 tuổi, quê Nam Định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Như vậy, cái phần sau chúng ta thấy là Nam Định có, Thái Bình có và Hà Nội có. Bây giờ, phần thứ ba, các bị cán trên vì theo cái cái, cái công tờ cái cái, cái bạn mà quyết định bắt giam việc phạm vì vi phạm và cái tội là các bị cán trên vi phạm điều 354 bộ luật hình sự cán tội nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty hàng không đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về theo chương trình giải cứu công dân vì đại dịch Covid-19 vì không thể trở về nước được. Cái người về nếu mà vì vì nhận hối lộ á thì tôi nghĩ đông dân chúng cộng sản không có thế nào từ cái tên ấp cho tỉnh cộng sản cao cấp nhất là Độ nguyễn phú trọng cũng không không thoát khỏi cái tội này. Nhưng mà nó nó lừa người, chứ nó làm nếu mà chúng ta không để ý thì thấy ôi trong đảng cộng sản nó đang thanh đang thanh tội những kẻ mà tham ô thưa nếu mà tham ô thì không có một tên nào trong đảng cộng sản không bị tham ô hết. <laughs> nhưng mà theo các bị các nàng nhân tố cáo thì các nàng nhân mà bị mua vé cao đó là tố cáo cái nhóm này là công an lợi dùng cái này và nó xui nàng nhân để tố cáo mà không có thật nhưng mà đi là mấu chốt của lý do để nó bắt người ta ví dụ như một, một, một bộ trưởng công an tô lâm tiền đâu mình ăn miệng miệng thịt mà vàng tiền đâu vậy lương công an bao nhiêu nhưng mà nó không nói không thằng nào dám nói hết bởi vì nó lại đầu đầu rồi thằng nào dám đùng nó à, cho nên nói rằng muốn có máy bay về nước các công dân việt nam tôi xin cải nhận là nó không phải việt kiều nó là công dân của nước cộng sản việt nam đi ra nước ngoài để làm lao động làm mướn người ta à, đi qua đi là đi làm oxy chẳng hạn thì cái đám này phải bỏ ra chi phí cao gấp 4 lần đến từ 4 đến 8 5 đến 8 lần. Và Bộ Ngoại giao cho biết từ tháng 12 năm 2021 bộ này đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ gì đó về nước. Nếu mỗi công dân này hối lộ cho bọn chúng từ 1 tới 2.000 đô la thì tiền hối lộ lên tới từ 200 đến 400 triệu đô la. Kính thưa quý vị, bây giờ phần thứ hai là phần thanh trừng nội bộ ở cấp cao. Vì thanh trừng nội bộ nó dài lắm, chúng tôi không đủ thời gian để nói hết. Chúng tôi chỉ tóm được một số thôi. Chắc thiệt là nếu kể danh sách đầy đủ thì chúng tôi phải tính là cả tiếng đồng hồ chứ không phải cầm mấy phút mà chúng tôi được có cái thời gian để nói chuyện với quý vị. Kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi phân ở cấp trung ương. Cấp trung ương gồm có mà chúng tôi đưa hôm nay là Bộ Khoa học và Bộ Y tế, à, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ. Các viên chức sau đây là Phòng Công tác Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo hai bộ chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm trong thiền hệ chức vụ. Cái những tin tức này chúng tôi lấy ở đâu? Đây là lấy Thông báo kết quả cuộc họp kỳ thứ 13 của Ủy ban kiểm tra Trung ương từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2002 tại Hà Nội do Trần Cầm Tú ủy viên Bộ chính trị và đây là thông cáo của, của ủy ban đó cho chúng tôi không nói thêm. Cái thông cáo này để chứng minh để chứng nhận rằng nội bộ của cộng sản đang thanh toán nhau ở cấp cao và nó lợi dụng cái chức quyền của nó là Ủy ban kiểm tra Trung ương để nó than, thanh tội lẫn nhau Vô đó là bộ y tế bây giờ bộ khoa học công nghệ tức là bộ khoa công nghệ là một tên thứ trưởng đã bị rời gãy rồi đó một tên thứ trưởng và một số và hai lãnh đạo bộ nói lãnh đạo bộ tức nó tên ông nói chức vụ nhưng mà thuộc về cấp cao rồi à, rồi bây giờ bộ y tế thì ai Bộ Y tế là Phạm Trung Kiên như phần trên chúng tôi thưa quý vị Phạm Trung Kiên 43 tuổi quê Thái Bình vụ trang bị thiết bị và công trình Bộ Y tế bị bắt giam bây giờ tới học viện quân sự học viện quân y khai trừ thường tả Hồ Anh Sơn bí thư chi bộ phó giám đốc đại tả Nguyễn Văn Hiệu phó bí thư trưởng bị trưởng phòng trang bị vật tư tại sao cái cấp này thấp hơn mà nó vẫn thanh toán bởi vì cấp hơn này nó sẽ bầu một cái tên nào đó để đại diện cho cái đơn vị của đó đi dự cấp trung ương và nó phải chặt phía dưới để cái thằng những cái thằng nào mà muốn được lên cấp trung ương á, ủy ban trung ương á, thì nó có cái nhóm khác những cái nhóm này nó thanh toán lần nhau cấp dưới để không được những cái tay không được đại diện để đi dự đại hội trung ương và đảng của chúng nó và khiển trách đại tá phạm nhật quang bí thư trần thanh tra chủ và chú đức Phó Bí thư Trạch Văn Phòng, và hai Trung ủy Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thành Trung, Chi bộ viên, cảnh cáo Trung tướng Chính ủy Nguyễn Văn Viết Lương, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Bí thư Trưởng phòng Khoa học, Thiếu tá Ngô Tuấn, Phó Bí thư Trưởng phòng Tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, Ban Khoa học Hóa dược và Trang bị vật tư, Ủy ban Chứng khoán nhà nước bây giờ tôi qua Ủy ban Chứng khoán nhà nước là tiền này, vụ Bằng, Nguyên Bí thư Đảng ủy. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trần Văn Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục Giáo dịch Chứng khoán và Chủ tịch Hội đồng Sở Giáo dịch Chứng khoán Việt Nam. Tức là những cái tên này nhiều lắm. Thì những cái tên này à, là ở cấp trung ương tới cục điều tra, à, cục điều tra mà khép, cục điều tra khai trừ Ngô Văn Thủy, nguyên bí thư cán bộ, nguyên đội trưởng đội 3, cảnh cáo đảng ủy viên, Cục điều tra chống gian lậu, Tổng cục hải quan, vương Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, cục trưởng cục điều tra chống gian lậu về các địa phương. Thì ở địa phương là Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội là Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành, uh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và uh, Cựu Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công nghệ cảnh cáo, Ninh Bình cảnh cáo, Trần Hồng Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy và Hà Tĩnh An Giang kiểm điểm vi phạm trong công tác quản lý với này chúng tôi nhận định ngắn lại là câu chuyện đà thạo kính xà tức là giặt cỏ để cho con rắn nó sợ cái cái này ở trong câu trong cái 36 kế thì kế này tôi nghĩ là kế đà thạo kinh xà Đó là đánh tùy lớp qua phía dưới để cho cái đám trung ương phía trên quay chừng sẽ bị làm thịt và vấn đề bắt trịnh văn quyết à, đồ Ánh dũng tức là tân hoàng minh ừ. nguyễn phương hằng sẽ nhanh chóng chìm xuồng để các cuộc chia chác thanh toán nhau giữa các phe quyền lực của hai bộ công an chiếm phần lớn tất cả các bộ thì công an khi mà chia chác công an sẽ được chiếm phần lớn về lợi tức và các nhóm lợi ích thanh hóa hà nội có vẻ yếu thế trước nhóm hưng yên và thái bình việc chia phần tránh án nhau xong thì Bắc Cộng và Nam Cộng sẽ ngồi lại với nhau để tiếp tục lụng đoàn cái, cái 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 chính quyền và tiếp tục thao túng tất cả những tài quốc gia bây giờ nó thanh toán nhau là về tới đại hội chứ đừng có nghĩ rằng Nam Cộng tốt hơn hay Bắc Cộng tốt hơn tụi nó bây giờ nó thanh toán nhau giữa Nam Cộng và Bắc Cộng nhưng mà sau vụ thanh toán rồi thì hai thì cộng sản thì hai nhóm cộng sản nó ngồi lại với nhau đừng mơ ước Nam Cộng là à, tốt hơn hay Bắc Cộng tốt hơn. Bọn nó cũng là Cộng sản hết. Cũng là một ruột giống nhau. Cho nên khi đấu tranh chúng ta đừng phân biệt Bắc Cộng hay Nam Cộng. Mà tất cả Cộng sản đều là tội đồ của dân tộc. Và cần phải loại trừ để cứu nước. Trân trọng kính chào quý khán giả. Chương trình chúng tôi đã hết. À, giờ chúng tôi xin chia tay quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Trân trọng kính chúc mọi sự an lành đối với quý vị và gia đình.